Tất cả các bạn, ngày hôm nay kỹ sư điện công nghiệp sẽ cùng bạn mô phỏng mạch chỉnh lưu hình tia 3 pha sử dụng thi với tải thuần trở bằng phần mềm PSim. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng bắt đầu. Bố cục của video mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Bước 1 là phải mô phỏng mạch, vẽ mạch. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần một điện áp 3 pha ở đây. Mình sẽ lấy tần số là 50 Hz và điện áp 24 ohm. Ở đây mình có vẽ thêm 3 cái thi vì đây là mạch chỉnh lưu thi hình tia 3 pha và có trở như thế này. Thi thì mình sẽ không để thông số gì cả. Còn về điện trở mình sẽ lấy 12 ohm. Mình sẽ lắp một voltmeter ở đây để đo điện áp rơi trên tải, vì chúng ta đang mô phỏng đường điện áp của UD rơi trên tải này nên sẽ cần phải lắp này, và chúng ta sẽ quan sát cái đường này về thì các bạn sẽ vẽ như thế này. Đây là điện áp rơi trên hai pha UAB và đây là UAC. Đây là điện áp pha A, pha B và pha C. Còn cái này, đây là một cái mạch để gọi như là truyền những cái xung điều khiển vào cái thi này để điều chỉnh cái sự đóng mở của nó. Ở đây mình để cái góc mở, cái góc phát xung là từ 90 cho đến 100 và tần số lại vẫn là 50. Khi mà phát xung ở cái góc 90 đến 100 này thì điều gì sẽ xảy ra? Điều xảy ra đó chính là góc mở alpha của cái thi này nó sẽ chính là 90 độ này luôn. Mình cũng sẽ để nó lệch nhau 1/3. Đó, các bạn nhìn thấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng chạy cái chương trình này. Thì để có cái đồng hồ này thì các bạn ấn vào Stimulate và ấn Stimulation Control thì nó sẽ hiện ra cái đồng hồ này. Ở đây thời gian chạy mình sẽ để là 0,9. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn vào cái phần Run Stimulation này để có thể xem cái đường điện áp rơi trên tải nó sẽ chạy như thế nào. Đầu tiên chúng ta hãy chọn điện áp pha A, B, C trước đã. Tiếp theo ấn vào cái phần chia cái bảng này, ấn vào UJ đây, ok một cái, phóng to nó ra. Như các bạn có thể thấy ở đây, đây là đồ thị của các đường hình sin pha ABC, nó sẽ chạy như thế này. Còn đây là đường của điện áp rơi trên tải. Bây giờ chúng ta sẽ xem diễn biến của nó đi như thế nào. Ở đây bắt đầu khi tất cả ba thi đều đóng thì điện áp rơi trên tải chắc chắn sẽ bằng không. Đến thời điểm này là pha A 90 độ, tức là cái thi này ấy, nó sẽ được phát xung bởi cái bộ phát xung này là góc 90 độ, tức là mở ra, tức là thi dẫn thì sao, điện áp nó sẽ truyền từ đây, từ pha truyền qua thi. Khi mà thi đã dẫn, chức năng của nó giống như một cái dây điện thôi, nó sẽ cho dòng điện xuyên qua hoàn toàn và điện áp rơi trên tải lúc này sẽ là điện áp của pha A, chắc chắn rồi đúng không? Đây nó sẽ chạy như này. Đó, đến thời điểm này thi dẫn thì điện áp rơi trên tải chính là điện áp pha A. Vậy nên cái đồ thị này nó sẽ U trên tải bây giờ là UA luôn. Thì nó sẽ đi theo cái đồ thị của pha A. Đến thời điểm này là điện áp của UA nó sẽ giảm xuống bằng 0. Thì theo chức năng của thi nó sẽ đóng thi lại. Vậy nên điện áp rơi trên tải lúc này sẽ xuống bằng 0. Đây cái đoạn này các bạn có thể nhìn thấy đây. Đó, đoạn này này. Đến thời điểm này lại là một góc phát xung, góc mở alpha bằng 90 độ. Lúc này là pha B rồi đúng không? Thì bây giờ
A đã đóng rồi nhé. Đến cái góc phát xung này này. Thì bây giờ điện áp rơi trên tải sẽ là điện áp pha B và nó sẽ chạy như thế này. Khi mà đồ thị của B nó âm thì này lại đóng lại. Thì đến một góc mở 90 độ nào đấy thì C này nó sẽ lại mở ra. Và thế là điện áp của rơi trên tải sẽ là điện áp của pha C. Cái này nó cứ một quá trình này nó cứ lặp lại đi lặp lại liên tục như vậy thì nó sẽ ra cái đồ thị điện áp như như này. Chúng ta đang ở pha B đúng không? Thì bây giờ điện áp rơi trên tải nó sẽ đi theo pha B này. Đến thời điểm này pha B lại bằng 0. Điện áp rơi trên pha B ấy, nó xuống bằng 0 thì thi này thì nó sẽ không dẫn. Và thời điểm này điện áp rơi trên tải bằng 0 cho đến thời điểm này lại là định, định thì là 90 độ. Đó. 90 độ ở đây. 90 độ là kể từ góc mở tự nhiên đấy nhé. Là từ đây đến đây này. Đó. Thì đến đây thì cái C lại mở ra. Đây là VC này, màu xanh lá cây này. Thì nó lại đi theo đồ thị của pha C mà thôi. Đến thời điểm này C âm thì nó lại lặp lại một quá trình liên tục như vậy. Đó. Đó là cách hoạt động của mạch chỉnh lưu thi hình tia 3 pha có thải tuần trở. Thì đường điện áp rơi trên tải nó sẽ đi như vậy.